Thưa quý vị, là một trong những nghề có mức độ nguy hiểm, rủi ro cao, nghề báo đồng thời cũng là một nghề luôn gắn liền với các sự kiện, điểm nóng thời sự. Ý thức được ở đó, đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh luôn nỗ lực phấn đấu để xứng đáng với vai trò, vị trí của mình, kịp thời truyền tải những thông tin chính thống đến với khán giả. Phóng sự thực hiện nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Theo thông tin đăng tải trên báo Tuổi Trẻ, từ ngày 1 tháng 3 năm 2020, đã có hơn 600 nhà báo trên toàn cầu tử vong do tác nghiệp về COVID-19. Tại Việt Nam, tình hình dịch không căng thẳng như nhiều nước trên thế giới, nhưng nguy cơ lây nhiễm là luôn thường trực đối với những người đưa tin. Họ bắt buộc phải dẫn thân vào các khu vực nguy hiểm để có thể phản ánh đúng những gì đang diễn ra. Phương tiện, thiết bị bảo vệ vẫn có, nhưng nguy cơ lây nhiễm vẫn ở mức cao. Bản thân mình là một phóng viên trẻ, được tác nghiệp trong 4 đợt dịch, trải dài trong 2 năm. Thực sự là một trải nghiệm đáng nhớ đối với cuộc đời làm báo chúng tôi. Có những lo lắng khi mà tác nghiệp ở những vùng dịch, vùng có nguy cơ lây nhiễm, bởi vì không biết mình có thể trở thành F1, thậm chí là F0 bất cứ lúc nào. Nhưng gạt lại những cái lo lắng đó thì cái niềm vui được đưa những thông tin nóng hổi đến khán giả qua màn nhỏ thực sự là một trong những cái trải nghiệm quý giá. Và trong niềm vui đó thì có xen lẫn sự tự hào. Nếu so sánh những y bác sĩ là những chiến sĩ chống dịch tích cực nhất ở tuyến đầu thì chúng tôi, những phóng viên trẻ, tự hào là những người chiến sĩ trên mặt trận thông tin góp phần vào công cuộc phòng chống COVID-19 ở địa phương nói riêng và Việt Nam nói chung. Bên cạnh sự hiểm nguy về dịch bệnh là những rủi ro từ thiên tai. Những năm gần đây, tình hình bão lũ ở miền Trung nói chung và Thừa Thiên Huế nói riêng diễn biến theo chiều hướng cực đoan. Do bão, mọi người đều được khuyến cáo ở trong nhà, nhưng phóng viên thì không thể. Đặc thù nghề nghiệp yêu cầu họ phải luôn có mặt ở những điểm nóng. Và ở Thừa Thiên Huế, có lẽ mọi người vẫn còn chưa quên được sự hy sinh của phóng viên Phạm Văn Hướng. Anh về với đất mẹ trong một lần tác nghiệp tại thủy điện Rào Trăng trong mùa lũ dữ năm 2020. Anh Hướng lúc hy sinh đang giữ chức vụ là trưởng phòng thông tin tuyên truyền của cổng thông tin điện tử. Và anh đã nhận nhiệm vụ quan trọng và gian khó, đó là tiếp cận hiện trường vụ sạt lở Rào Trăng. Và sự hy sinh của anh Hướng đã thể hiện về một tình yêu nghề, một sự dũng cảm và đáng để cho những người làm nghề như chúng tôi học tập và noi theo. Và đã gần một năm anh Hướng mất đi. Giờ đây trong ngày Báo chí Việt Nam 21 tháng 6, chúng tôi dành những lời tự hào nhất để gửi đến anh Hướng, một người anh, một người đồng nghiệp đáng trân trọng, ngay cả trong cách sống và cả trong cách làm nghề của anh. Phía sau mỗi con chữ trên mặt báo là bao gian nan vất vả và cả những thách thức cám dỗ hiểm nguy. Nhất là khi tìm hiểu những vụ việc nhạy cảm phải dẫn thân vào điểm nóng, có thể nguy hiểm đến tính mạng của bản thân và cả những người đồng nghiệp đi cùng. Nếu không có sự đam mê, dũng cảm, không quyết tâm đeo bám vấn đề, không giữ được ngòi bút trong sáng và cái đầu lành khi tác nghiệp, thì những tai nạn nghề nghiệp đáng tiếc có thể sẽ xảy ra với họ bất cứ lúc nào. Với những cái vấn đề mà việc bài tiêu cực rồi tôi thường cả đêm nhiều khi không ngủ được, cuối năm cứ thao thức để nghĩ ra một cái phương án làm thế nào để mà mình có thể, đó là một cái cuộc đấu trí, một cuộc đấu trí thực sự giữa nhà báo và cái đối tượng mà được mình nêu lên. Thì cũng đối với bản thân tôi thì cũng không ít lần sau khi mình viết bài điều tra mình gửi lên thì bị họ khiếu nại, bị họ có đơn, họ kiện lên thấu cả cục báo chí, họ kiện lên cả thấu bộ thông tin truyền thông, họ kiện ở ban tuyên giáo trung ương. Tuy nhiên là mình vẫn có một cái niềm tin, mình vẫn tin ở cái thứ nhất là mình làm báo không có một cái động cơ gì ở đằng sau. Không phải dùng người này để đánh người kia, không phải mượn thế lực này để hạ bệ một thế lực khác. Mà đó là vì những cái minh bạch xã hội, vì cái những cái điều cần phải sáng tỏ, cần phải làm cho xã hội nó tốt hơn. Mình chỉ có một động cơ duy nhất của nhà báo như vậy, cho nên mình cũng không nói chung là không sợ lắm.
trách nhiệm nhưng đồng thời cũng là vinh dự, đó là cảm nhận chung của các nhà báo khi tham gia phản ánh các sự kiện chính trị lớn của đất nước, như cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vừa qua. Với tỷ lệ gần như tuyệt đối 99,9%, Thừa Thiên Huế là một trong những địa phương dẫn đầu trong cả nước. Và quan trọng hơn, đó là việc cử tri đã lựa chọn ra những gương mặt xứng đáng nhất để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình. Đóng góp không nhỏ vào thành công chung ấy là đội ngũ những người làm báo vẫn đang ngày đêm tác nghiệp để giữ cho dòng chảy thông tin chính thống luôn kịp thời, bổ ích và hiệu quả nhất.